vui mừng khi tiếp tục đồng hành cùng quý vị khán giả trong bản tin thế giới của VTV Canada. Và ngay sau đây là một số tin tức đáng chú ý được ghi nhận trong ngày hôm nay. Hơn 10 triệu chiếc băng vệ sinh giả được phát giác tại Trung Quốc. Mới đây thì lực lượng cảnh sát Trung Quốc đã vừa bố ráp một nhà máy, đồng thời tịch thu hơn 10 triệu chiếc băng vệ sinh giả kém phẩm chất, trị giá lên đến là 5.9 triệu đô la Mỹ kim. Vụ bố ráp được cho là đã diễn ra tại tỉnh Giang Tây của Trung Quốc từ hồi tháng 7, nhưng đến nay thì tin này mới được loan báo ra ngoài. Sau một cuộc điều tra tường tận, thì vào tháng 8, cảnh sát đã đột kích vào một cơ sở sản xuất băng vệ sinh ở thành phố của Nam Xương, tức là thủ phủ của tỉnh Giang Tây, và tìm thấy nhiều miếng băng giả nằm chất đống trên mặt đất. Chúng đã được in tên của các nhãn hiệu nổi tiếng như là Softree hay là Whisper. Người ta còn có hai kẻ tình nghi bị bắt giữ. Theo như lời khai của các nghi phạm, thì đường dây sản xuất băng vệ sinh giả tại Trung Quốc đã bắt đầu hoạt động cách đây khoảng 3 năm và số hàng giả kém phẩm chất nêu trên đã được bán ra trên toàn quốc. Một người phụ nữ Australia bị bắt cóc tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Mới đây, truyền thông quốc tế loan báo một công dân người Australia vốn đang làm việc cho tổ chức phi chính phủ của NGO ở Afghanistan đã vừa bị bắt cóc tại thủ đô của Kabul của quốc gia cận đông này vào ngày thứ Bảy năm tháng 11. Hiện tại, thì tòa đại sứ của Australia ở Kabul đang nỗ lực điều tra cũng như là tìm kiếm, giải cứu những người phụ nữ kém may mắn nêu trên. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao và Thương mại của Australia dẫn tới đài truyền hình của Taco News của Afghanistan cho biết, người phụ nữ này đã bị các tay súng bắt cóc tại khu phố của Kuala Fatula thuộc trung đông của thủ đô Kabul. Tình trạng bắt cóc tống tiền trong suốt thời gian qua đã trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng tại Afghanistan và rất nhiều nhân viên và du khách người ngoại quốc đã bị bắt cóc, trong đó bao gồm hai nhân viên người Úc tính riêng trong năm nay và một người phụ nữ mang quốc tịch Australia có tên gọi là Kerry James Wilson, vốn từng bị bắt cóc khỏi một tổ chức từ thiện ở thành phố của Jalalabad của Afghanistan cách đây khoảng 6 tháng, đã được thả tự do vào hồi tháng 8 vừa qua. Và trong cùng thời điểm đó thì đã có một giáo viên người Úc làm việc tại một trường đại học của American University ở thủ đô Kabul đã bị nhóm phiến quân Taliban bắt cóc làm con tin. Chính phủ Đức muốn tất cả những người nhập cư bất hợp pháp quay trở về châu Phi. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ của Đức vào ngày Chủ nhật 6 tháng 11 loan báo là họ muốn ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp đổ xô vào Âu Châu. Để có thể làm được điều này thì chính phủ Đức đang cân nhắc là việc bắt giữ những người này trên biển của Địa Trung Hải, sau đó trả họ về lục địa Phi Châu. Tờ nhật báo West Arm Sonntag dẫn lời của Bộ Nội vụ Đức cho biết là Liên minh Âu Châu cần phải học hỏi theo chính phủ của Australia trong chính sách giải quyết người nhập cư. Và theo đó, tất cả những người vượt biên bằng đường biển khi mà bị bắt giữ sẽ được chuyển tới những trại tị nạn ở ngoại quốc trước khi hồ sơ xin tị nạn chính trị của họ được chấp thuận bởi chính quyền của Canberra. Thế theo lời đề nghị của Bộ Nội vụ Đức thì tất cả những người nhập cư được cứu vớt trên Địa Trung Hải sẽ được gửi tới quốc gia Bắc Phi như là Tunisia và Ai Cập để làm đơn xin tị nạn chính trị. Một khi đơn được chấp thuận thì họ sẽ được đến châu Âu một cách danh ngôn chính thuận hơn. Chỉ tính riêng trong ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 thì đã có hơn 2.200 người nhập cư được giải cứu trên biển Địa Trung Hải. Ngoài ra thì còn có 10 người bị tử vong. Một vị thẩm phán ra lệnh tịch thu tài sản của cựu tổng thống El Salvador Antonio Saca. Mới đây thì một thị thẩm phán làm việc trong tòa án tối cao vào ngày thứ Bảy, 5 tháng 11 đã ra lệnh tịch thu tài sản của cựu tổng thống El Salvador Antonio Saca và 6 cựu giới chức từng phục vụ trong chính phủ sau khi những người này bị buộc tội danh đánh cắp 246 triệu đô la Mỹ kim tiền công quỹ khi còn tại quyền. Thẩm phán Nelly Borges cho biết phán quyết đã được ông đưa ra sau khi Bộ Tư pháp của El Salvador thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy cựu tổng thống Antonio Saca đã phạm tội tham nhũng và biển thủ ngân quỹ của quốc gia. Cựu tổng thống El Salvador Antonio Saca đã vừa bị bắt giữ vào ngày Chủ nhật tuần trước khi mà ông đang dự tiệc cưới của con trai ở thủ đô của San Salvador. Ông Saca từng nắm giữ chức vụ tổng thống của El Salvador từ năm 2004 cho đến năm 2009. Và được biết vào hồi tháng 3 đầu năm, thì tối cao pháp viện của El Salvador cũng đã ra lệnh xét xử vợ chồng cựu tổng thống của Saca vì họ không thể giải thích vì sao lại có được là 5 triệu Mỹ kim,
vào cuối nhiệm kỳ cầm quyền. Và bản thân ông cũng đã bị trục xuất khỏi đảng bảo thủ Cộng hòa Quốc gia của ARENA. Ấn Độ tuyên bố sẽ mua phi cơ cứu nạn của Nhật Bản với giá từ 1 tỷ 500 triệu đô la đến 1 tỷ 600 triệu đô la Mỹ Kim. Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã vừa đồng ý thu mua 12 chiếc phi cơ cứu nạn do công ty Simmers World Industries của Nhật Bản sản xuất với mức giá dao động từ 1 tỷ 500 triệu đô la cho đến 1 tỷ 600 triệu đô la Mỹ Kim. Tờ Nhật báo Nikkei của Nhật Bản ngoài ra còn cho biết quyết định mua phi cơ sẽ được chính phủ của Ấn Độ chính thức đưa ra vào ngày thứ Hai 7 tháng 11 tới đây. Và được biết thỏa thuận mua bán phi cơ đã được giới lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ thỏa thuận trong suốt hơn 2 năm. Và đây đồng thời là lần đầu tiên mà Nhật Bản bắn phi cơ ra ngoại quốc kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức dỡ bỏ lệnh cấp xuất cảng vũ khí kéo dài suốt 50 năm. Bộ Quốc phòng Ấn Độ theo dự trù sẽ mua 12 chiếc phi cơ thuộc dòng của US-2 do Nhật Bản chế tạo. Quyết định này được đưa ra ngay sau thời điểm mà Thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi đang có chuyến công du đến thủ đô của Tokyo. Chính phủ Nam Hàn ra lệnh bắt giữ hai phụ tá của nữ tổng thống Park Geun Hye. Một tòa án tại Nam Hàn vào ngày Chủ nhật 6 tháng 11 cho biết họ vừa ra lệnh bắt giữ hai viên phụ tá vốn từng làm việc cho nữ tổng thống Park Geun Hye sau khi những người này bị cáo buộc tội danh sử dụng tầm ảnh hưởng để trục lợi cá nhân. Và trước đó vào chiều thứ Bảy ngày 5 tháng 11, hàng chục ngàn người dân Nam Hàn đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại trung tâm của thủ đô Hán Thánh để kêu gọi tổng thống Park Geun Hye từ chức sau vụ tai tiếng liên quan đến một người bạn cũ của bà. Người phụ nữ này có tên gọi là Choi Soon-sil, nhà lãnh đạo Nam Hàn đã bị cáo buộc để cho bà Choi Soon-sil sử dụng danh nghĩa của một vị tổng thống để mưu lợi cá nhân. Bên cạnh đó, một cựu cố vấn cấp cao của bà Park Geun Hye là ông An Jong-bun cũng đã bị cáo buộc tội danh lạm quyền. Ngoài ra, thì tòa còn ra lệnh bắt giữ thêm một phụ tá khác của tổng thống Nam Hàn, đó là Jeong-ho Seong. Mặc dù Tổng thống Park Geun Hye đã lên truyền hình xin lỗi công khai nhưng mà dân chúng vẫn không hài lòng mà còn chỉ trích bà điều hành quá kém cỏi. Vụ bê bối nêu trên được cho là sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới bà Park Geun Hye trong một cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2017 tới đây. Hơn 800 người nhập cư được đưa tới hải cảng của Catania của Ý. Hơn 800 người nhập cư bất hợp pháp đã vừa đặt chân tới hải cảng của Catania thuộc hòn đảo Sicily của Ý vào ngày Chủ nhật 6 tháng 11 sau khi được giải cứu khỏi những chiếc thuyền vượt biên quá tải tồi tàn trong khu vực cách eo biển của Libya khoảng 15 dặm về phía bắc. Tất cả những người này đã được đưa lên chiếc thuyền mang tên là Bourbon Argos của tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới. Nhờ vào sự hỗ trợ của lực lượng hải quân và tuần dân Ý, thì các nhân viên cứu nạn đồng thời đã dựng được nhiều trung tâm tạm trú ngay tại hải cảng của Catania để giải quyết giấy tờ cho người nhập cư. Nằm trong số những thuyền nhân vừa được giải cứu còn có 70 trẻ em, không có người thân đi cùng và quốc tịch của những người này hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng họ hầu hết đều đến từ các quốc gia của Phi Châu như là Nigeria, Eritrea, Ghana hay là Gambia, Sudan và bờ biển Nga. Tổ chức di cư quốc tế viết tắt là IOM vào hồi tuần trước cho biết số người nhập cư đến Ý trong năm nay đang ở mức là 159.496 người. Quân đội Iraq giành được quyền kiểm soát một thị trấn quan trọng ở miền nam Mosul. Thưa quý vị, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Iraq là ông Adel Amir Rashid cho biết các binh sĩ của quốc gia này vừa giành được quyền kiểm soát thị trấn của Haman al-Ali, vốn tọa lạc cách trung tâm thành phố của Mosul khoảng 25 km, sau khi đẩy lùi được các phần tử thuộc nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS. Và quân chính phủ đã treo quốc kỳ Iraq lên các tòa nhà ở thị trấn của Haman al-Ali. Đây được xem là một thành trì quan trọng của phe ISIS tại tỉnh của Nineveh của tỉnh Iraq. Bên trong thành phố của Mosul thì quân đội Iraq đang chậm rãi chiếm được nhiều ưu thế và đã thành công tiến vào các khu dân cư của Al-Jabra, Al-Adesia hay là Al-Bak Al-Tajid. Các binh sĩ thuộc tổ chức chống khủng bố của Iraq cũng đã giết chết được 150 phần tử thánh chiến cực đoan trong vòng 2 ngày qua ở Mosul. Một chỉ huy lực lượng quân đội Iraq cho biết quân chính phủ đã phá vỡ thế phòng thủ của phe ISIS ở vùng ngoại ô của phía đông thành phố Mosul và đang chiến đấu để giành lại thành trì này từ tay của chúng. Mosul được xem là thành trì lớn nhất của phe ISIS tại Iraq và Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về trường hợp xấu nhất có thể khiến cho 1 triệu người dân phải di tản trong cuộc xung đột tại đây.
Một nữ sinh từng bị bắt cóc khỏi làng Chibok đã được quân đội của Nigeria tìm thấy. Một người trong số 200 thiếu nữ đã từng bị lực lượng thánh chiến Boko Haram bắt cóc khỏi làng Chibok thuộc miền đông bắc của Nigeria vào năm 2014 đã vừa quân đội Nigeria tìm thấy một cách bình an vô sự. Phát ngôn nhân quân đội của Nigeria vào ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 11 cho biết, thiếu nữ này đã được phóng thích cùng một đứa trẻ và chỉnh vài tuần lễ sau khi nhóm khủng bố Boko Haram thả tự do cho 21 nữ sinh mà chúng từng bắt đi cách đây khoảng hơn 2 năm. Những nữ sinh nêu trên đã trở thành thiếu nữ. Nhiều người dân bản xứ trong suốt thời gian qua vẫn quyết tâm kêu gọi giới lãnh đạo Nigeria ra sức giải cứu và bảo đảm tính mạng cho các thiếu nữ đáng thương này. Nhóm Boko Haram hiện đang có tham vọng biến Nigeria thành một quốc gia Hồi giáo. Liên Hợp Quốc ước tính đã có là hàng ngàn người bị thiệt mạng và 1.500.000 người lâm vào cảnh lưu vong kể từ khi tình trạng chiến sự nổ ra tại Nigeria trong suốt 7 năm qua. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức ngày hôm nay của VTV Canada. Xin chúc cho quý vị có một ngày an lành và nhiều may mắn. Tôi Mỹ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.